Thưa quý vị và các bạn, một cơn mưa nhỏ giữa tuần này cũng không thể mang cái dịu mát đến khắp thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhiệt hay tránh nóng có lẽ là điều mà ai ai cũng nghĩ tới, đặc biệt là nhu cầu giải trí cuối tuần. Trong chuyên mục Sài Gòn chiều thứ Bảy ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm giải nhiệt không thể bỏ qua tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, ngay sau hình chúc là những chú người tuyết khá là dễ thương, gợi cho chúng ta cảm giác mát mẻ giữa trời nóng bức hiện nay. Và những bạn tuyết này sẽ dẫn chúng ta đi đến một cái không gian mát mẻ hơn, thậm chí là nhiệt độ băng giá âm 10 độ C. Và trước tiên thì người tham quan sẽ chọn cho mình một chiếc áo giữ nhiệt, có khả năng giữ ấm liên tục để chúng ta chịu lạnh ở nhiệt độ này. Và đây là được xử lý bằng tia cực tím. Bước vào thế giới văn năng là cổng Khải Hoàn Môn. Tiếp theo là những công trình kiến trúc khá nổi tiếng như là nhà của người Eskimo, tượng các vị La Hán, hoặc là những công trình kiến trúc nổi tiếng ở Việt Nam như là chợ Bến Thành, chùa Một Cột, cầu Rồng ở Đà Nẵng. Các khối băng này được tác tạo bởi những kiến trúc sư và những nhà điêu khắc đến từ nước ngoài và thực hiện trong năm 2016. Từ ngôi nhà của người Eskimo bằng băng được tái hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là những người bạn đã trải nghiệm cùng Thanh Trúc ạ. Bạn thấy như thế nào khi mở trong đây ạ? Dạ em cảm thấy rất là lạnh. Và em có nghĩ là em sẽ sống được như người Eskimo không? Dạ chắc chắn không rồi chị. Dạ nhiệt độ rất là thấp mà em chịu không nổi. Khá là thú vị ạ. Riêng về cái không gian nhà băng ở đây thì các bạn thấy như thế nào? Mời bạn đi ạ. Em thấy rất là đẹp, băng rất là lạnh. Nói nhiệt độ lúc này giờ em chỉ vô đây để tránh nóng thôi. Rất là nóng, chưa là đổ mồ hôi là chỉ muốn lột đồ ra thôi. Vô đây là chỉ muốn chụp, như đây là không có đủ, muốn chụp thêm 2-3 cái nữa. Một nghịch lý khá là thú vị khi mà trải nghiệm không gian ở đây, nhưng mà chị nghĩ là cũng rất là cần thiết khi mà chúng ta đi tránh nóng ở Sài Gòn ở một nơi như thế này, đúng không ạ? Hy vọng đây sẽ là một sân chơi mới, một địa điểm thú vị cho quý vị để giải nhiệt Sài Gòn trong mùa nắng nóng hiện nay ạ.